Ăn đu đủ có tác dụng gì? Nên ăn đu đủ chín hay xanh? Đu đủ là một loại trái cây nhiệt đới cực kỳ tốt cho sức khỏe. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng trong đu đủ chứa nhiều chất chống oxy hóa, có thể làm giảm viêm, chống lại bệnh tật, sáng mắt và đẹp da. Theo đông y, đu đủ còn có tác dụng thanh nhiệt, làm mát gan, giải độc. Các thành phần dinh dưỡng có trong đu đủ: calo 59, carbon hydrate 15g, chất xơ 3g, protein 1g, vitamin C 157% ADI, vitamin A 33% ADI, folate, vitamin B9 14% ADI, kali 11% ADI. Thành phần dinh dưỡng khác chứa một số lượng nhỏ canxi, magie, vitamin B1, B3, B5, E và K. Ăn đu đủ xanh hay chín đều tốt. Đu đủ chín chứa khoảng 90% nước, 13% đường, không có tinh bột, có nhiều vitamin A, B, C, 0,9% chất béo, cellulose là 0,5%, canxi, phốt pho, magie, sắt, thiamin, riboflavin. Còn đu đủ xanh, ngoài các chất có trên còn chứa 4% chất nhựa latex màu trắng đục, là hỗn hợp của nhiều loại protein, loại men tiêu hóa chất đạm. Tuy nhiên, với người bị đau dạ dày thì đu đủ xanh không được khuyến khích vì chứa nhiều paraben. Những lợi ích về sức khỏe của đu đủ: có tác động chống oxy hóa mạnh. Đu đủ chứa chất chống oxy hóa lành mạnh, được gọi là carotenoids. Hơn thế nữa, cơ thể bạn hấp thụ các chất chống oxy hóa có lợi này từ đu đủ tốt hơn so với các loại trái cây và rau củ quả khác. Đặc tính chống ung thư: chất lycopene trong đu đủ có thể làm giảm nguy cơ ung thư và có lợi cho những người đang điều trị bệnh ung thư. Cải thiện sức khỏe tim mạch: chất lycopene, vitamin C có trong đu đủ giúp ngăn ngừa bệnh tim. Chống viêm: chất chống oxy hóa ở đu đủ có tác dụng chống viêm, đặc biệt là viêm dạ dày. Cải thiện tiêu hóa: enzyme pepen trong đu đủ có thể làm cho protein dễ tiêu hóa hơn. Đây là một phương thuốc chữa táo bón và ruột kích thích, chống tổn thương da. Ngoài việc giữ cho cơ thể khỏe mạnh, đu đủ còn có thể giúp làn da của bạn trông săn chắc, giảm các dấu hiệu lão hóa. Đu đủ cũng rất tốt cho những sản phụ vừa sinh. Đu đủ xanh hầm với chân giò giúp mẹ có nhiều sữa hơn khi nuôi con. Đu đủ có thể chế biến nhiều món rất đa dạng, như ăn cùng sữa chua, salad hoặc ăn trực tiếp. Bổ sung thực phẩm này vào chế độ dinh dưỡng sẽ giúp bạn có một sức khỏe tốt hơn. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.